Rồi, em xin chào các cô chú anh chị và bạn. Hôm nay em chia sẻ về cái căn bệnh trên chiếc Nô 4 nha cô chú anh chị. Thì nếu cô chú anh chị biết á thì cũng dễ sửa chữa thôi. Bệnh Nô 4 thứ nhất là hồi xưa giờ có cái bệnh là nó cứ thay bình vô nó hết, nó không sạc cô chú anh chị. Thật ra nó không lỗi ở hệ thống sạc nha cô chú anh chị. Cục sạc không bao giờ chết. Tại vì cái xe này anh biết hệ thống sạc nó không bao giờ chết. Mà cái lỗi là cái laptop tay nó làm cháy đèn đuôi nè. Hoài thì nó gây ra cái cục sạc nó nạp không đủ vô cái bình thôi. Thì cái bệnh đó thì cô chú anh chị có thể cắt bỏ một cái đếp tóp tai đây. Mình cắt bỏ luôn thì nó hay lỗi cái chỗ này nè. Cắt bỏ nghĩa là ngắt một cái hệ thống đếp tóp tai ngay đây, nghĩa là cái đèn báo thắng phía sau ngắt một bên ra bỏ luôn thì sẽ trị được cái bệnh đó. Và ngoài ra cái bệnh sạc nó còn một cái điểm này nữa nha cô chú anh chị. Thì đây nè, cô chú anh chị gỡ cái đường mâm điện lên, gỡ ra nó sẽ có một cái đường dây là ba màu như thế này. Đây là cái dắt của mâm điện. Thì lúc nào cô chú anh chị không, nếu không có làm trong nghề á, sẽ không thấy được cái điểm này. Thì á, nó sẽ cháy, tiếp xúc không tốt. Thì nhiều lúc á, cô chú anh chị đo sạc thì thấy nó sạc đó, nhưng mà nóng lên á nó sẽ tiếp xúc không tốt. Thì cô chú anh chị cắt bỏ hai cái điểm này nè. Cắt bỏ, mình nói trực tiếp, mình hàn dây luôn nha cô chú anh chị. Mình nói trực tiếp rồi mình hàn dây là ok nhất. Em mình nói trực tiếp mình hàng dây là ok nhất nha cô chú anh chị. Mình sẽ rút ra cho cô chú anh chị xem. Nó cháy nè, nó vàng vàng như vậy thì tiếp xúc không tốt, nó gây ra hiện tượng lúc sạc lúc không. Thì còn một cái vấn đề nữa, không có làm. Còn một cái vấn đề nữa là mình nó sẽ đứt một cái nguồn từ IC, từ cái điện nguồn thẳng từ IC xuống tới cái điện nguồn á cấp cho IC là nó đứt ở dưới đây nha cô chú anh chị. Dưới đây nè, lâu ngày nó mục thì cô chú anh chị mò đường dây điện này mình nói lại nha cô chú anh chị. Thì cái vấn đề đó là xong nha cô chú anh chị, giải quyết cái hệ thống sạc cho mình. Nó sạc nạp bình thường, đó là một căn bệnh về sạc. Tiếp tục sẽ mình sẽ giới thiệu với các cô chú anh chị một cái vấn đề nữa là vấn đề nổ bô đùng đùng, đó là hư cái hệ thống xử lý khí thải nha cô chú anh chị. Đây nè, đây là cái van, cô chú hiểu như thế này nè. Hệ thống xử lý khí thải là xử lý ngoài cái hệ thống máy của mình, mà cô chú anh chị sai rất là nhiều. Cô chú anh chị nghĩ sai lầm đó là cái hệ thống tăng áp tăng gì không có, nghĩa là khi mà áp dụng những cái tiêu chuẩn Euro đó, cái lượng mà xăng á còn sót lại khi mà ra thải ra ống bô thì á, muốn sạch hơn thì nhà thiết kế sẽ thiết kế một cái gọi là hệ thống xử lý thải, đưa một phần lượng oxy vô để cung cấp để cho nó cháy trong cái phần bô mình á, để làm sạch khí hơn. Thì khi đó đây là một cái van thường mở nè, khi đó mà mình hạ ga gì thì áp suất ở cái cổ hút sẽ lớn nhất, nó phải gịch cái van này đóng lại, cái ga cuối á sẽ không cho xử lý nữa. Nghĩa là cái ga cuối mình sẽ bị ô nhiễm môi trường, nhưng mà buộc phải không cho xử lý nữa thì nó mới không có nổ cổ bô. Mà trường hợp đó mà cái van nó hư á thì nó vẫn xử lý bình thường, nên á, khi mình hạ ga xuống á, tiếng cuối cùng là tiếng nổ cổ bô nó sẽ nghe. Thì muốn xử lý được cái bệnh đó, đây có đường ống nè, các bạn lấy cái van dồi á, các bạn quấn băng keo bít lại, bít đó không được thì bít ở chỗ này, đây nè, chỗ này, hoặc là bít chỗ này, làm sao để ngăn cách cái liên kết giữa hơi đi vô xuống cái cổ bô của mình. Thì đối với những cái xe có xe thì thiết kế cắm trực tiếp trên cái đầu bò của mình thì nó cũng vậy thôi, thiết kế nó cũng vậy thôi cô chú anh chị. Đó thì cái phần xử lý cổ bô. Rồi tiếp theo là xe này đang có một cái bệnh cô chú anh chị, là cái bệnh mà lên ga nó không đi, lên ga nó không bị đi thì rất là đơn giản. Thì trước khi chữa cái bệnh đó, cô chú anh chị kiểm cho mình những cái ống áp thấp á, ống áp thấp để kích những cái van xăng áp thấp á, đây nè, coi nó còn ok không. Thì đa số cái bệnh mà lên ga không đi đó là nó gách cái mạng dù, thì mình sẽ chứng minh cho cô chú anh chị xem. Mình mở ra những cái mạng nó đơn giản như thế thôi. Đối với chiếc Nô 4, cô chú anh chị nhớ xử lý cho nó hoàn hảo. Biết thì nó rất dễ cô chú anh chị. Những cái xe này á, là cái đời này nó đã qua thời để xử lý rồi nha cô chú anh chị. Mình sẽ mở ra mình hướng dẫn cho cô chú anh chị. Thì mình khuyên cô chú anh chị á, những cái bình xăng như thế này nè, mình sẽ sử dụng những cái chai tẩy. Mình mở ra mua những cái chai tẩy như thế này nè cô chú anh chị, chai tẩy như thế này nè, mình mua những cái chai tẩy như thế này,
để mình tẩy cho nó sập nha cô chú anh chị. Đây nè, mình sẽ cho cô chú anh chị coi nó tẩy nè, nó sẽ sập lắm. Thì mình sẽ giới thiệu như vậy thôi, nó sẽ vô từng cái lỗ ghiền nó làm sạch luôn thì đảm bảo hơn. Còn cái bệnh mà lên ga nó vẫn nổ máy được, mà cô chú anh chị lên ga cảm giác yếu máy trong đi, thì trong đây nó có cái màn dù gắt, thì cô chú anh chị mua lại chỉ có mua được cái màn dù lô thôi chứ không có mua được cái màn dù zin đâu, tại vì cái bình xăng này nè đồ zin nó mắc lắm. Thì mở ra cho cô chú anh chị xem thôi. Thì cái trường hợp đó gọi là gió nó lòn lên, nó không có đẩy cái màn dù lên được, thì nó gây ra hiện tượng xe mình bị yếu. Thì cô chú anh chị á, mua một cái màn dù lô để lắp vô thì nó sẽ chạy lại rồi xúc rửa cái hệ thống nè. Mình cho cô chú anh chị xem nè, mình xúc rửa cái hệ thống nó lại là ok thôi, coi như là hết cái bệnh xe này. Nhớ làm gì làm, nhớ thay cái buri cho người ta nha cô chú anh chị. Buri mình bán rẻ dữ lắm, buri chính hãng đây nè, nó sạch và nó len lỏi được vô cái kia. Thì đây là cái màn dù mình lấy ra, mình sẽ biết nó sẽ gắt màn dù tại cái bệnh nó muôn đời với có một hai cái bệnh như vậy thôi. Thì cô chú anh chị xem đây, đây là cái màn dù nó bị gắt nè, thì nó không có đưa cái trái gà mình đi lên được. Còn á, trái gà của mình biết còn xài ngon hay không là nhìn đây, đây cái đen đen này là cái lớp phủ chống dính thôi, nếu còn cái lớp này như chỗ này nó mất nè, còn cái lớp này nhiều thì ok, mình chỉ lau sạch thôi nha cô chú gì. Rồi này mình lấy cái nhám nhịn mình vuốt sơ thôi. Thì mình thay cái màn dù này, thì ở ngoài có bán những cái màn dù lô mình, thì mình xài cũng được cô chú anh chị. Thì đó là cách xử lý toàn bộ cái hệ thống của nồi muốn, rất là đơn giản nha cô chú anh chị. Rồi trường hợp mà các cô chú anh chị bị dư xăng quá thì bít luôn cái e này lại, bít luôn cái e này lại, khỏi xài e điện luôn nha cô chú anh chị. Bít luôn cái đường e này lại, mình đảm bảo là cái xe nó mượt mà, cô chú anh chị đừng có đi phục hồi mà canh kim đót lại trật hết cô chú anh chị. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều. Đây là cái mình xử lý toàn bộ cái hệ thống của Nô 4 đối với những cái bệnh triền miên của nó. Đây là những cái kinh nghiệm mình đã từng gắn bó với công tác tại những cái đại lý Yamaha rất là từ lâu. Rồi mình xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi khi xúc bình xăng con mình nhắn nhủ luôn, đừng có mở cái van này ra, tại cái van này là cái van nó kích cho hệ thống đánh lửa mà sớm trễ cô chú anh chị. Mình đừng có mở này ra mà sặc sụa thì cũng canh lại cũng hơi cực, thì tuyệt đối không có đụng vô cái van này, không được mở con ốc này ra nha cô chú anh chị, chỉ xúc rửa lại thôi. Rồi mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều.